không tu tập các điều thiện, lại ưa thích làm các điều ác, cho nên các Bồ Tát không sanh trong nhà ấy. Lại nữa, này thiện hiện, các đại Bồ Tát khi mới phát tâm quả vị vô thượng chánh đẳng Bồ Đề, do thọ lạc thắng ỷ mà tạo ra 10 nghiệp đạo bất thiện, không có việc đó. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, nếu đại Bồ Tát từ khi mới phát tâm thành tựu công đức căn lành như thế, thì không sanh vào chỗ ác, vì sao mỗi khi Như Lai thuyết pháp cho đại chúng, Ngài nói bản tánh của nó nhiều hơn 100, 1000 loại, trong đó cũng có người sanh vào đường ác, vậy khi đó căn lành của chúng ở đâu? Phật dạy, này thiện hiện, các đại Bồ Tát không phải do nghiệp xấu uế mà thọ thân trong đường ác, nhưng vì làm lợi ích cho các loài hữu tình nên nguyện thọ thân ở trong đó, cho nên không nên đem những việc của vị ấy ra để hỏi. Phật dạy, thiện hiện ý ông thế nào? Có các độc giác hoặc A-la-hán dùng phương tiện thiện xảo giống như các Bồ Tát mà thành tựu phương tiện thiện xảo thù thắng, thọ thân bằng xanh như voi trắng, vân vân. Thấy kẻ thù đến muốn làm tổn hại, nhưng phát sanh lòng từ bi an nhẫn vô thượng để làm cho kẻ thù kia được lợi ích, tự mình bỏ thân mạng chứ không hại người kia phải không? Thiện hiện thưa, bạch Thế Tôn, các vị độc giác vân vân, không làm những việc như vậy. Phật dạy, này thiện hiện, do nhân duyên này, nên biết Bồ Tát vì muốn làm lợi ích cho các hữu tình và mau viên mãn lòng đại bi, mặc dù hiện thân làm các loài bàng sanh, nhưng không bị tội lỗi của bàng sanh làm ô nhiễm. Cụ thọ thiện hiện lại bạch Phật, bạch Thế Tôn, các đại Bồ Tát trụ vào căn lành nào để khi muốn làm lợi ích các hữu tình phải thọ thân bằng xanh? Phật dạy.